ngài pháp tạng cầu nguyện người trong mười phương được nghe danh không phải là háo danh nhất định phải biết điều này ngài có nguyên nhân chỉ vì nhiếp quá rộng khắp tất cả chúng sanh trong mười phương giảng sanh cực lạc rốt ráo thành phật ngài vì điều này ngài dùng phật hiệu để làm phương pháp tu hành phương pháp tu hành chính là danh hiệu danh hiệu chính là phương pháp tu hành a di đà phật a di đà phật có thể dịch ra nghĩa của trung hoa vì sao lại không dịch vì tôn trọng nên không phiên dịch không phải là không thể dịch a dịch là vô di đà dịch là lượng phật dịch là trí hoặc dịch là giác ý nghĩa của danh hiệu là vô lượng trí huệ vô lượng giác ngộ hay mỗi vùng vị phật đều là vô lượng giác đều là vô lượng trí huệ và lại tất cả chúng sanh vốn là phật quý vị xem danh tự này hay biết mấy vì sao vậy đó là tánh đức là danh hiệu của tánh đức tánh đức là tất cả chúng sanh đều đã có lấy tánh đức mà chúng sanh đều có để là phương pháp tu hành Thật tuyệt diệu Cho nên chỉ cần niệm a di đà Phật Thì niệm hết tất cả Pháp rồi Không chỉ là Phật Pháp Hai từ Phật Pháp này Cũng có thể khái quát tất cả Pháp Cho thực tế là tất cả Pháp Chính là câu trong đàn kinh đã nói Nào ngờ tự tánh có thể sinh ra dạng pháp Danh hiệu chung của dạng pháp chính là một câu a di đà Phật này a di đà Phật là danh hiệu chung của tất cả pháp Là đức thứ nhất trong tánh đức Sương hiệu bậc nhất trong sương hiệu như chữ Hán của Trung Hoa chúng ta vậy. Chữ Hán sắp xếp theo thứ tự. Đầu tiên là chữ nhất. Nhất chính là đạo. Đạo sanh nhất. Nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh dạng pháp. Chữ nhất này đại diện cho đạo. Cho nên A Di Đà Phật chính là ý nghĩa của chữ nhất này, đưa danh hiệu lên đầu tiên. Không phải tùy tiện mà nói. Rất có đạo lý khiến chúng ta nghe được sanh tâm quan hỷ cho nên phải hiểu được tâm của đức di đà chỉ vì nhiếp quá rộng khắp tất cả chúng sanh trong mười phương giảng sanh thế giới cực lạc rốt đáo thành phật quý vị xem thật hiếm có chúng ta phải cảm ơn sao chúng ta có thể nhẫn tâm phá hoại được nhẫn tâm phá hoại là vô tri là người không hiểu phật pháp người thật sự hiểu được phật pháp nhất định không thể làm việc này được rồi hôm nay chúng ta học tập đến chỗ này đây là buổi giảng cuối cùng của chúng tôi trong năm nay dẫn đến tán tháng lẫn nhau tốt chúng ta hãy nhớ trong năm nay chúng ta tăng thêm sự tán tháng lẫn nhau đừng phê bình người khác người khác phê bình ta tiếp nhận không cần phải nói câu trả lời họ chính là a di đà phật trong tâm phải hiểu rõ phải sáng suốt đừng tranh với người việc gì cũng tốt Việc tốt thật sự Sau này giảng sanh làm ra tấm gương sáng Đó là tốt nhất Việc tốt viên mạng Được rồi cảm ơn mọi người Chúc mọi người năm mới vui vẻ Mạnh khỏe trường thọ Cảm ơn mọi người Từ đời diễn công mãi cho đến hôm nay Ở mỗi triều đại Có biết bao nhiêu người giảng sanh Tông phái nào cũng không thù thắng bằng tịnh độ Vì sao vậy? Vì tịnh độ dễ dàng Tịnh độ chủ trương đới nghiệp giảng sanh Bất kỳ pháp môn nào cũng không đới nghiệp Không mang theo nghiệp Nhất định phải tự mình đoạn phiền não Nâng cao cảnh giới của chính mình Quý vị không đoạn được phiền não tạp trí Thì quý vị không thể thăng cấp Pháp môn này thì không cần thiết Chỉ cần tin tưởng Chỉ cần muốn giảng sanh Nguyện chính là tôi muốn giảng sanh Quý vị xem đơn giản biết mấy Có chân tính, có thiết nguyện Tiếp theo chính là nhất hướng chuyên niệm a di đà Phật Là được rồi Một phương hướng, một mục tiêu Chuyên niệm Chú trọng ở chữ chuyên không thể tạc Chúng ta đã gặp được Lão Hòa Thượng Hải Hiền Ngài đã biểu diễn sự nhất hướng chuyên niệm Rất tường tận thấu triệt Nói cho chúng ta biết Làm như Ngài thì thành công rồi Trên thực tế thì Ngài niệm Phật Giảng Sanh đã thành công từ sớm Tôi tin tưởng sâu sắc 20 tuổi, Ngài bắt đầu niệm Phật. Nhiều nhất là 25 tuổi, thì Ngài đạt công phu thành thuyến. Hay nói cách khác, nếu như Ngài không cần thọ mạng nữa, thì Ngài được giảng sanh. Được giảng sanh nhưng không giảng sanh, Ngài là một trường hợp đặc biệt. Ngài được A Di Đà Phật giảng dò. Muốn Ngài đến làm chứng chuyển cho chúng ta. Chính là ý này. quý vị xem chúng ta ở thế gian này gặp phải những khó khăn này a di đà phật biết phật đã biết từ lâu rồi phản đối bản hội tập phản đối chú giải của hoàng niệm lão phản đối chúng ta đi theo bản kinh này để tu hành mà người phản đối còn rất nhiều thời gian phản đối lâu là điều chưa từng có trong lịch sử chúng ta thật sự gặp phải tai nạn lớn rồi cũng may tôi tin thầy mình lòng tin của tôi từ đây mà có pháp môn này là thầy dạy cho tôi truyền cho tôi thầy tuyệt đối không hại tôi tôi có lòng tin kiên định với thầy cho nên tôi đã từng nói người trong cả thế giới này phản đối thì tôi vẫn y giáo phụng hành những người khác không tu thì tôi vẫn y theo pháp môn này mà tu vì sao vậy vì tôi cảm ơn thầy cho nên tôi có thể kiên trì có rất nhiều người lúc đó có rất nhiều người còn viết bài trên tạp chí báo chí có một số người viết bài trên tờ giấy in ra giống như những tờ rơi vậy có người đưa cho tôi tôi đang ở úc tôi đem toàn bộ để hết dưới chân vi đà bồ tát tỉnh vi đà bồ tát đem hết những thứ này để vi đà bồ tát đạp dưới chân để vi đà bồ tát xử lý tôi không quan tâm nữa Tôi vẫn chưa nghĩ đến a di đà Phật đã biết từ sớm rồi Cử Lão Hòa Thượng Hải Hiền Mãi cho đến khi Thành tựu quyển sách Nếu muốn Phật Pháp Hưng Chỉ tăng tháng tháng tăng này Lão Hòa Thượng nhìn thấy rồi a di đà Phật liền tiếp dẫn Ngài giảng sanh Có lẽ đã giao ước với Ngài rồi Khi nào con nhìn thấy quyển sách này thì ta đến tiếp dẫn con. Cho nên, khi Lão Hòa Thượng Hải Hiền nhìn thấy quyển sách này, thì vô cùng quan hỷ, như có được bảo vật, cầm trên tay, chủ động yêu cầu người khác chụp tấm hình cho Ngài. Cả đời Lão Hòa Thượng chưa từng chủ động kêu người khác chụp hình cho Ngài. Đây là lần đầu tiên. Thật không ngờ, chụp tấm hình này rồi, ba ngày sau thì Ngài giảng sanh. Ngài thực sự đã quyển sách này Phần trước của quyển sách này Là làm minh chứng cho chúng ta Chứng minh thế giới cực lạc thật có A-di-đà Phật thật có 48 nguyện tiếp dẫn chúng sanh là thật Không phải giả Phần trước là chứng Chứng minh những nghi hoặc căn bản này Sau cùng là nhằm vào Tai nạn lần này mà chúng ta gặp phải Chứng minh bản hội tập của Ngài Hạ Liên Cư là chân kinh. Không thể nghi ngờ. Từng câu từng chữ là kinh văn trong năm bản dịch gốc, không sửa đổi một chữ nào. Đây là điểm mạnh của lần hội tập này. Bản thân Ngài vô cùng cẩn thận. Sau khi hội tập thành công, là hiệu đính 10 lần. Sợ người khác làm khó dễ Ngài quyết định làm cho thập toàn thập mỹ lão cư sĩ hoàng niệm tổ chú giải kinh này không dám dùng văn tự của chính mình ngài đi tìm kinh văn trong 83 bộ kinh luận 110 loại chú sớ của tổ sư đại đức tổng cộng là 193 loại ngài chép lại những điển tịch này để chú giải kinh chánh tri chánh kiến cho nên kinh là hội tập chú giải cũng là hội tập vô cùng tuyệt diệu điều thứ ba là chứng minh cho chúng ta những người như chúng ta trong mười mấy hai mươi năm nay y theo pháp môn này tu hành là không sai Y theo pháp môn này tu hành Trong những năm nay Tôi nghe nói có người giảng sanh Tôi cũng đã thấy qua Thoại tướng hiếm có Làm sao là gạt người chứ Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã cho chúng ta sự biểu pháp này Chúng ta tìm lại được lòng tin rồi Không dao động bất định bán tính bán nghi như trước nữa bây giờ một lòng một dạ rồi những người này những người quay đầu sau này người nào cũng giảng sanh bất thoái thành phật công đức này lớn biết mấy lại huống chi có lão hòa thượng hải khánh còn có mẹ của lão hòa thượng hải hiền càng không thể nghĩ bạn một nữ chúng tại gia niệm phật khi bà giảng sanh thời kỳ đó rất khó khăn ngay cả một quan tài mà lão hòa thượng hái hiền cũng không tìm được cho nên chỉ dùng tấm dáng đóng thành một quan tài đơn giản đưa mẹ ngài đi chôn cất ngài là con hiếu thảo vẫn luôn cảm thấy thẹn với lòng có lỗi với mẹ tám năm sau hoàn cảnh chuyển biến tốt hơn ngài liền muốn cải tán bia mộ khi đào phần mộ lên vừa mở quan tài ra thì không thấy mẹ nữa trong quan tài chỉ có đinh đóng quan tài mấy cây đinh mà thôi còn người đi đâu rồi không ai biết thời xưa ở trung hoa có trường hợp này tổ sư đạt ma viên tịch rồi cũng được người khác chôn cất nhưng qua vài tháng sau Có người thôn quê từ Tân Cương của ngày nay Lúc đó gọi là Tây Dực Trở về phương Nam Nói với mọi người Họ ở Tân Cương Nhìn thấy Tổ sư Đạt Ma Tổ sư Đạt Ma Giác theo một cây gậy Trên đó có treo một chiếc giày cọ Ngài đi chân không? Mọi người không tin. Ngài giảng sanh mấy tháng rồi, cũng đã chung cất xong, làm sao các anh gặp được? Đào phần mộ lên, vừa mở quan tài ra, trong đó có một chiếc giày cỏ. Hoàn toàn giống như tình cảnh họ nói. Đó là gì vậy? Bồ Tát quá thân không phải người phạm Cho nên không thấy thi thể Mẹ của Lão Hòa Thượng Hải Hiền Mọi người cho rằng Cũng có thể là Bồ Tát quá thân Làm tấm gương sáng cho nữ chúng tại gia xem người ta ra đi ăn nhàn tự tại biết bao 86 tuổi nói đi là đi rồi cũng là biết trước ngày giờ Vì vậy chúng ta phải đặc biệt lưu ý Đến những chỗ này Giúp tăng trưởng tính tâm Nguyện tâm của chúng ta Nguyện tâm kiên cố Chúng ta phải tiến bước theo Như vậy mới là rốt ráo giải thoát Những gì khác toàn là giả 84.000 pháp môn độ 84.000 chúng sanh có căn tánh khác nhau. Không phải là phổ độ. Pháp môn niệm Phật là phổ độ. Bất luận pháp môn nào cũng đều được độ. Một môn chính là tất cả các môn. Tất cả các môn chính là một môn này. Phải hiểu được điều này. Không hiểu điều này thì quý vị uổng công học Phật rồi. Do đó, phải tôn trọng tất cả Pháp môn. Giống như 53 lần tham vấn của thiền tài đồng tử vậy. Ngài thiền tài tu Pháp môn gì? Tu Pháp môn niệm Phật. Làm sao biết được? Vì thiền tri thức đầu tiên dạy Ngài. Đầu tiên là gì? Điều vào trước sẽ làm chủ. Người Trung Hoa có ý thức này Người Ấn Độ cũng vậy Điều giàu trước sẽ làm chủ tỳ kheo đức dân Tứ thập Hoa nghiêm gọi là tỳ kheo kiết tường dân Là cùng một người Tham vấn vị này đầu tiên Ngài tu bác chu tam muội Chuyên niệm A-di-đà Phật cho nên chúng ta hiểu được Thiên tài đồng tử học pháp môn nào Chuyên niệm a di đà Phật Năm mươi mốt vị thiền tri thức Ở giữa đại diện cho vô lượng pháp môn Đại diện cho đại thừa, tiểu thừa Hiển giáo, mật giáo Tông môn, giáo hạ Đây là người Trung Hoa phân chia đại diện cho tất cả pháp môn pháp môn sau cùng vị thứ 53 mươi mời đại nguyện dương của phổ hiệu bồ tát chỉ dẫn về cực lạc quý vị xem một đầu một cuối chúng ta liền hiểu rõ thiên tài đồng tử tu pháp môn niệm phật giảng sanh thế giới cực lạc thành tựu đại phương Quảng phật quan nghiêm tôi cũng hiểu được chỗ này Tôi buông kinh quan nghiêm rồi Chuyên tu tịnh độ Tôi đã giảng kinh quan nghiêm hơn 4.000 giờ Rất hiếm có Tôi mong rằng sau này sẽ có người trẻ giảng tiếp phần còn lại Có được một bộ quan nghiêm Pháp qua hoàn chỉnh Có những đại kinh đại luận này lưu lại cho đời sau bản thân chúng tôi tuổi tác cao rồi không còn đủ thời gian nữa không phải là không thích vô cùng yêu thích nhưng đó không phải là một đời thành tựu một đời không thể thành tựu quay về niệm phật thì nhất định thành tựu chúng ta phải đi con đường chắc chắn con đường không chắc chắn là con đường mạo hiểm chúng ta không nên đi vì không có kinh nghiệm đó có vô lượng thọ thì được chúng ta không có vô lượng thọ cho nên phải đi con đường gần phải đi con đường thẳng nguyên này cũng chính là nhắc nhở việc tán tháng lẫn nhau thật quan trọng pháp bôn nào cũng tốt phải tán tháng Không thể so sánh Của tôi cao hơn anh Của anh cao hơn tôi Hãy so sánh Thì đều đọa địa ngục Vì sao vậy? Vì quỷ bán pháp môn Pháp môn đó là do Phật thuyết Nếu quý vị quỷ bán pháp môn Là quỷ bán Phật Pháp Quỷ bán Phật Pháp Thì chắc chắn đọa địa ngục vô gián Phải biết điều này Không chỉ là trong nhà Phật Tu các pháp môn khác Phải tán tháng lẫn nhau Mà đối với tôn giáo khác Cũng phải tán tháng lẫn nhau Vì sao vậy Thế giới mới có điều hòa bình Nếu như tôn giáo này Của tôi cao, của anh thấp Tôi phải tiêu diệt tôn giáo của anh Vậy thì thế giới này mãi mãi không thoát khỏi tai nạn Nếu quý vị phê bình Thì phải chịu trách nhiệm nhân quả Chúng tôi hy vọng tôn giáo đều có thể chung sống hòa thuận. Tôn giáo có thể chung sống hòa thuận. Vậy tại sao các tông phái trong cùng một tôn giáo không thể chung sống hòa thuận chứ? Trước đây chúng tôi đã cùng mọi người học Tam học Hương Suy. Tam học này chính là Phật giáo Trung Hoa điều thứ nhất trong tam học là luật thứ hai là thiền thứ ba là giáo luật là luật tông là sơ học nhập môn của phật giáo giữ quy tắc thứ hai là thiền thiền là tu định mục đích của tu giới là gì Mục đích là trở về tâm thanh tịnh Trên đề kinh vô lượng thọ của chúng ta là Thanh tịnh bình đẳng giác Cho nên mục đích của giới là tâm thanh tịnh Nếu quý vị đến khắp nơi so sánh với người khác Thì tâm thanh tịnh của quý vị ở đâu? Bản thân đã phá hết giới luật rồi Chẳng những uổng công học giới Mà học giới còn tạo tội nghiệp không có công đức tạo tội nghiệp. Chẳng thể không biết điều này, thiền là tu định. Giáo là tu huệ, chính là tam học giới định huệ. Vì vậy, trong chữ giáo này bao gồm đại thừa giáo, tiểu thừa giáo, hiện giáo, mật giáo. Giáo dùng một chữ giác làm đại diện. Quý vị xem thanh tịnh bình đẳng giác Thiền phải được tâm bình đẳng Thành tựu thiền rồi Giới phải được tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh Không có phân biệt Không có chấp trước Mới chứng Bồ Tát Có phân biệt Chấp trước thì không được Là phàm phu Chẳng thể không hiểu những đạo lý cơ bản này Cho nên luật thiền giáo đều là do thích ca mâu ni phật truyền lại quý vị phê bình điều gì cũng là phê bình thích ca mâu ni phật phê bình tổ sư đại đức của tông phái này phê bình tất cả những người tu hành trong đây quý vị không đọa địa ngục thì ai đọa địa ngục phải biết là một nguồn gốc đều là Phật thuyết Các tôn giáo khác nhau trên thế giới Tôn giáo khác nhau đều là từ tự tánh lưu lộ ra Hạ kỳ tự tánh năng sanh dạng Pháp Trong dạng Pháp bao gồm tôn giáo Là một thể Một thể thì không phân chia được Cũng như thân thể của chúng ta Với một thân thể Bên trong có rất nhiều cơ quan bên ngoài là mắt tai mũi lưỡi thân bên trong là luật phủ ngũ tạng mỗi bộ phận đều có công năng riêng đều có chức trách riêng hợp tác với nhau nếu như chúng đánh nhau ta không khen ngợi ta chê bài chúng chẳng phải là người này tiêu đời rồi sao chỉ có con đường chết thậm chí là nói đến mỗi một tế bào công năng đều bình đẳng cơ thể quý vị mới được khỏe mạnh mới hạnh phúc nếu như các cơ quan đều độc lập đều giành phần thắng đều đấu tranh người này chắc chắn sẽ chết tất cả pháp thế gian và suốt thế gian dĩ hòa di quý vì sao không thể chung sống hòa thuận vì sao phải đấu tranh đấu tranh là hủy hoại chính mình cũng hủy hoại người khác sự ảnh hưởng mà đại chúng trong xã hội phải chịu còn lớn hơn ảnh hưởng gì vậy đại chúng trong xã hội không tín nhiệm tôn giáo đều không phải là tôn giáo tốt anh xem họ cùng một tôn giáo mà còn đấu tranh với nhau cho nên chúng ta hiểu rõ rồi Chúng ta chỉ có tán thán Không quỷ bán Người khác quỷ bán ta Ta tán thán họ Tuyệt đối không thể quỷ bán Vì sao vậy? Chúng ta không thể quỷ bán Phật Không thể quỷ bán Pháp Không thể quỷ bán Tổ sư Đại Đức Phải làm tấm gương sáng cho đại chúng trong xã hội căn tánh có mỗi người khác nhau Phật ứng cơ thuyết Pháp, nói ra vô lượng Pháp môn. Trong vô lượng Pháp môn này, cũng bao gồm các tôn giáo khác nhau. Cho nên, tôn giáo trên thế giới là một nhà, là thật, không phải giả. Tán tháng quá quan trọng rồi. Ngày nay gọi tán tháng là tuyên truyền. quốc gia cũng có bộ tuyên truyền quý vị xem quan trọng biết mấy ngài pháp tạng cầu nguyện người trong mười phương được nghe danh không phải là háo danh nhất định phải biết điều này ngài có nguyên nhân chỉ vì nhiếp quá rộng khắp tất cả chúng sanh trong mười phương Giảng sanh cực lạc Rốt ráo thành Phật Ngài vì điều này Ngài dùng Phật hiệu để làm phương pháp tu hành Phương pháp tu hành chính là danh hiệu Danh hiệu chính là phương pháp tu hành A-di-đà Phật A Di Đà Phật có thể dịch ra nghĩa của Trung Hoa Vì sao lại không dịch Vì tôn trọng nên không phiên dịch Không phải là không thể dịch A à, dịch là vô Di Đà dịch là lượng Phật dịch là trí Hoặc dịch là giác Ý nghĩa của danh hiệu là vô lượng trí huệ Vô lượng giác ngộ Hay Mỗi một vị Phật Đều là vô lượng giác Đều là vô lượng trí huệ và lại tất cả chúng sanh vốn là Phật Quý vị xem danh tự này hay biết mấy Vì sao vậy? Đó là tánh đức Là danh hiệu của tánh đức Tánh đức là tất cả chúng sanh đều đã có Lấy tánh đức mà chúng sanh đều có Đây là phương pháp tu hành Thật tuyệt diệu Cho nên chỉ cần niệm a di đà Phật Thì niệm hết tất cả Pháp rồi Không chỉ là Phật Pháp Hai từ Phật Pháp này Cũng có thể khái quát tất cả Pháp Cho thực tế là tất cả Pháp Chính là câu trong Đàn Kinh đã nói Nào ngờ tự tánh Có thể sinh ra dạng Pháp danh hiệu chung của dạng pháp chính là một câu a di đà phật này a di đà phật là danh hiệu chung của tất cả pháp là đức thứ nhất trong tánh đức sương hiệu bậc nhất trong sương hiệu như chữ hán của trung hoa chúng ta vậy chữ hán sắp xếp theo thứ tự đầu tiên là chữ nhất nhất chính là đạo đạo sanh nhất nhất sanh nhị nhị sanh tam tam sanh dạng pháp chữ nhất này đại diện cho đạo cho nên a di đà phật chính là ý nghĩa của chữ nhất này đưa danh hiệu lên đầu tiên không phải tùy tiện mà nói rất có đạo lý khiến chúng ta nghe được sanh tâm quan hỷ cho nên phải hiểu được tâm của đức di đà chỉ vì nhiếp quá rộng khắp tất cả chúng sanh trong mười phương giảng sanh thế giới cực lạc rốt đáo thành phật quý vị xem thật hiếm có chúng ta phải cảm ơn sao chúng ta có thể nhẫn tâm phá hoại được những tâm phá hoại là vô tri là người không hiểu phật pháp Người thật sự hiểu được Phật Pháp Nhất định không thể làm việc này Được rồi Hôm nay chúng ta học tập đến chỗ này Đây là buổi giảng cuối cùng của chúng tôi trong năm nay Giảng đến tán tháng lẫn nhau Tốt Chúng ta hãy nhớ trong năm nay Chúng ta tăng thêm sự tán tháng lẫn nhau đừng phê bình người khác người khác phê bình ta tiếp nhận không cần phải nói câu trả lời họ chính là a di đà phật trong tâm phải hiểu rõ phải sáng suốt đừng tranh với người việc gì cũng tốt việc tốt thật sự sau đời giảng sanh làm ra tấm gương sáng đó là tốt nhất việc tốt viên mãn được rồi cảm ơn mọi người chúc mọi người năm mới vui vẻ mạnh khỏe trường thọ cảm ơn mọi người chúng ta xem địa phim đó phải biết xem phải xem kỹ lưỡng càng xem càng tích thú lão hòa thượng đã biểu diễn ra hết từng ly từng tí trong nguyễn kinh vô lượng thọ này rồi do đó Tôi nói đĩa phim của Ngài là tổng kết của Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta phải xem đĩa phim giống như Kinh Vô Lượng Thọ. Thì thật sự sẽ khai ngộ. Quý vị sẽ hiểu được rất nhiều. Đạo lý làm người trong đó ở xã hội hiện thực này quý vị có thể lìa khổ được vui giống như vậy được đại tự tại y như thế điều này là thật không phải giả ý niệm có thể thay đổi hoàn cảnh của chúng ta có thể thay đổi thân thể của chúng ta quan trọng là lòng tin bí quyết chính là chuyện nhất Lão Hòa Thượng thường nói Trên đời không có việc gì khó Chỉ sợ tâm không chuyên Công phu của Lão Hòa Thượng Chính là một chỉ chuyên Chuyên niệm a di đà Phật Cả đời Ngài không biết chữ Ngài cũng không muốn biết chữ Cả đời chưa tụng qua một bộ kinh nào Cả đời chưa từng nghe lần diễn giảng nào công việc của ngài là ở ruộng vườn trong đồng ruộng đất ở đó là do chính ngài khai quan cả đời ngài đã lần lượt khai quan được hơn một trăm mẫu đất trồng lương thực trồng rau cải trồng cây ăn trái trồng cây Chúng ta đọc kinh Phải lưu ý đến những chỗ này Phải biết cách học như thế nào Do đó Phật Pháp Đại Thừa Lấy khai ngộ làm tiêu chuẩn Làm mục tiêu Học đến trình độ nào Thì có thể hoàn pháp lợi sanh Khai ngộ Trước khi khai ngộ thì không được vì sao vậy? Không cái ngộ thì quý vị là phàm phu Quý vị vẫn còn phiền não Quý vị vẫn còn tập khí Phải làm sao để khai ngộ một môn Thâm nhập một môn Mong rằng đồng học chúng ta chú ý điểm này Vì sao vậy? Vì không thể học quá nhiều Học quá nhiều thì quý vị bị phân tâm Tinh thần của quý vị không thể tập trung Dòng tưởng của quý vị sẽ rất nhiều Cho nên chỉ cho phép học một môn Để hàng ngày quý vị chỉ nghĩ đến một việc Nghĩ đến không còn suy nghĩ nữa thì tốt nghiệp Không thể học quá nhiều Không thể học tạp đây không phải là học tri thức không thể học rộng nghe nhiều học rộng nghe nhiều vào lúc nào sau khi khai ngộ khi chưa khai ngộ thì lấy khai ngộ làm đầu chính là tu định quý vị xem nhân giới được định nhân định khai huệ sau khi khai huệ rồi thì có thể học rộng lúc đó học thì quá dễ dàng rồi Vì vậy Khai ngộ quan trọng biết bao Quý vị muốn học tạp Học loạn rồi Tâm của quý vị luôn luôn nghĩ tưởng Quý vị có nhiều dòng tưởng như vậy Có nhiều tâm niệm như thế Mà còn thường đến khắp nơi phan duyên Làm sao quý vị có được thành tựu Cả đời cũng không thể thành tựu Vì vậy Quý vị xem Lão Hòa Thượng Hải Hiện Biểu pháp cho chúng ta thấy Chúng ta phải cảm ơn phải đảnh lễ chỉ có một câu đã truyền nhất đến tụng cùng chỉ một câu A Di Đà Phật bốn chữ ngài có được kết quả gì ngài được minh tâm kiến tánh bởi vì đức thân ngài đã nói điều gì ngài cũng biết điều gì cũng biết chính là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh nhưng ngài không nói người khác hỏi ngài vì sao vì thiên cơ không thể tiết lộ nói đùa với quý vị nhất định không nói với quý vị nói với quý vị thì quý vị không hiểu quý vị thành thật niệm phật niệm đến trình độ nhất định thì hiểu rồi quý vị không niệm phật thì làm sao hiểu được quý vị không thành thật niệm phật nghe không hiểu kinh vô lượng thọ Quý vị nghe địa phim của Lão Hòa Thượng Hải Hiền không ra ý gì Thậm chí là nghe một chút thì không muốn nghe nữa Vì sao vậy? Vì nghiệp chướng nặng Lúc này chúng tôi mới thực sự biết rằng đời này bản thân may mắn biết bao Đời này có ý nghĩa gì nữa Chính là nghĩ đến thế giới cực lạc Không còn những ý nghĩ khác nữa Như vậy gọi là đắc đạo Thật sự hiểu rõ Thật sự quay đầu rồi Cho nên hãy ghi nhớ Pháp còn đến xã huống hộ phi Pháp Không phải là Pháp không tốt Pháp, mỗi Pháp môn đều tốt lời Phật dạy đều từ tự tánh lưu lộ. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Nhưng quý vị chỉ được chọn tu một pháp môn. Vậy thì quý vị thành công. Nhiều năm nay chúng tôi đều y theo quyển này để học tập. Y theo quyển này để tu hành. Mỗi lần giảng đều có chỗ ngộ, lần nào cũng có chỗ ngộ cho nên tôi đã buông hết tất cả kinh giáo tôi y giáo phụng hành theo một câu nói của cổ đại đức câu nói nào thâm nhập một môn quân tu lâu dài trong khi kim can dạy chúng ta pháp còn phải xả huống gì phi pháp Pháp là gì? Là tất cả môn đi Phật đã thuyết. Tất cả pháp mà Phật đã thuyết trong 49 năm, tôi đều buông hết. Tôi chỉ y theo pháp này. Vậy thì định rồi. Tôi giảng kinh dạy học đến nay đã 67 năm. Kinh nghiệm cả đời tôi tích lũy được Nhận thức của tôi đều nêu ra cho mọi người tham khảo Tôi quyết định giảng sanh tịnh độ Giảng sanh tịnh độ là được đại viên mạng Chứng được tất cả các pháp